Xin chào các bạn. Được mệnh danh là một trong những tỉnh thành xinh đẹp nhất của Trung Quốc, Giang Tô tràn đầy sức quyến rũ với những cành đào uốn lượn, những thành phố với bề dày lịch sử và văn hóa, với truyền thống sản xuất tơ lụa và nền ẩm thực lâu đời nổi tiếng. Ngoài những điều trên, Giang Tô còn được biết đến là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động bậc nhất Trung Quốc hiện nay. Trong video hôm nay, hãy cùng 5 phút thôi khám phá về tỉnh này nha. Giang Tô là một tỉnh ven biển nằm ở phía đông của Trung Quốc. Và tỉnh này được bao bọc lần lượt bởi các tỉnh Sơn Đông, tỉnh An Huy, tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải. Còn ở phía đông của tỉnh Giang Tô là biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông thuộc Thái Bình Dương với đường bờ biển dài 954 km. Giang Tô có diện tích là 102.600 km2 và là tỉnh có diện tích nhỏ thứ hai của Trung Quốc, chỉ sau tỉnh Hải Nam. Theo số liệu năm 2020, dân số của tỉnh này là khoảng 84.748.000 người. Bên cạnh người Hán chiếm đại đa số, tỉnh Giang Tô còn là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số, chẳng hạn như người Hồi và người Mãn. Theo như 5 phút thôi tìm hiểu, thì tiếng Quan Thoại và tiếng Ngô là hai ngôn ngữ hay phương ngữ chính tại Giang Tô. Giang Tô, vùng đất màu mỡ của Trung Quốc. Địa hình nổi bật của Giang Tô là những đồng bằng phù sa rộng lớn, chiếm khoảng 2/3 tổng diện tích của tỉnh. Phần lớn địa hình cao hơn mực nước biển chưa tới 45 mét. Khiến Giang Tô trở thành tỉnh thấp nhất và bằng phẳng nhất trong số các tỉnh thành của Trung Quốc. Nổi bật nhất chính là đồng bằng sông Dương Tử. Đây là một đồng bằng rộng lớn ở phía nam của tỉnh Giang Tô. Ngoài ra, nó còn trải rộng qua tỉnh Chiết Giang, tỉnh An Huy và thành phố Thượng Hải. Lượng phù sa từ thượng nguồn sông Dương Tử theo thời gian đã bồi đắp thành vùng đồng bằng màu mỡ, trù phú với diện tích khoảng 100.000 km2 như ngày nay. Đồng bằng này được bao bọc bởi kênh, suối, sông và rải rác với các hồ tự nhiên và nhân tạo. Có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, thích hợp để phát triển nông nghiệp, nên đồng bằng sông Dương Tử là nơi chuyên sản xuất các loại sản phẩm ngũ cốc, bồng, cây gai dầu và chè. Hiện nay vùng đất nông nghiệp trù phú này đang phát triển rất nhanh và được công nghiệp hóa mạnh mẽ. Tại cuộc họp tổ chức vào tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình chia sẻ rằng một mẫu hình phát triển mới cho kết nối đồng bằng sông Dương Tử đang được định hình. Ông Tập Cận Bình chủ trương coi khu vực này là tiên phong trong cải tiến công nghiệp, công nghệ Trung Quốc, hỗ trợ chiến lược vòng tuần hoàn kép, hướng tới giảm ảnh hưởng các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc đã chọn đồng bằng Dương Tử là khu vực tiên phong trong mục tiêu thân thiện môi trường và đạt được sự tự cung tự cấp về kinh tế. Không chỉ đồng bằng, địa hình đồi núi thấp còn được hình thành ở khu vực phía Bắc và phía Tây Giang Tô. Trong đó, đỉnh Ngọc Nữ thuộc dãy núi Hoa Quả nằm tại thành phố Liên Vân Cảng là điểm cao nhất Giang Tô, với độ cao là 625,3 m so với mực nước biển. Một điều thú vị đó chính là dãy núi Hoa Quả được công nhận rộng rãi là nguyên mẫu của hoa quả sơn trong Tây Du Ký. Sở dĩ nhiều người tin là vì có liên quan đến cha đẻ của Tây Du Ký, nhà văn Ngô Thừa Ân. Ngô Thừa Ân là người Liên Vân Cảng thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ông sống ở đây nhiều năm và Tây Du Ký được ra đời trong thời gian này. Hiện nay, sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia văn học và lịch sử đã chứng minh rằng nguyên mẫu của hoa quả sơn trong Tây Du Ký chính là núi Hoa Quả thuộc thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Hàng năm nơi đây thu hút rất nhiều du khách yêu mến bộ phim đến tham quan, vui chơi. Núi Hoa Quả hay Hoa Quả Sơn là một phần của khu thắng cảnh núi Vân Đài, một địa danh giành được nhiều giải thưởng liên quan đến du lịch. Theo đó, nơi đây được xếp hạng danh lam thắng cảnh trọng điểm quốc gia cấp 5A. Ngoài ra, cũng được xếp vào danh sách 10 điểm du lịch hàng đầu Trung Quốc. Diện tích mặt nước của toàn tỉnh là 17.300 km2, đứng đầu trong số các tỉnh của Trung Quốc. Đây cũng là nguyên nhân mà hệ thống giao thông đường thủy tại Giang Tô phát triển mạnh mẽ. Sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ 3 trên thế giới sau sông Nin ở châu Phi và sông Amazon ở Nam Mỹ với chiều dài 6.300 km. Trong nhiều thế kỷ, sông Dương Tử đóng vai trò là động mạch của kinh tế Trung Quốc. Con sông lớn này chảy ngang qua tỉnh Giang Tô với chiều dài 425 km, đã chia tỉnh Giang Tô thành hai phần Bắc và Nam. Ngoài các dòng chảy tự nhiên, Giang Tô cũng có rất nhiều kênh đào. Trong đó, nổi bật nhất là kênh đào Đại Vận Hà, kinh hàng Đại Vận Hà, trải dài 718 km từ Nam đến Bắc của tỉnh, có lịch sử hình thành từ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Kênh đào Đại Vận Hà là kênh đào cổ đại có quy mô vĩ đại nhất trên thế giới và cho đến nay, con kênh này vẫn có vai trò to lớn trong vận tải đường thủy. Ngày nay, kênh đào Đại Vận Hà có chiều dài khoảng 1.800 km. Nó không chỉ chảy qua Giang Tô mà còn chảy qua nhiều thành phố và tỉnh thành khác của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông và Chiết Giang. Bên cạnh đó, Giang Tô còn là tỉnh tập trung nhiều hồ nhất Trung Quốc với trên 290 hồ lớn nhỏ. Trong đó, các hồ có diện tích trên 1.000 km2 là Thái Hồ với diện tích 2.250 km2,
và hồ Hồng Trạch với diện tích là 2.069 km², lần lượt đứng vị trí thứ 3 và thứ 4 trong top 5 hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Nhìn chung, Giang Tô nằm trong đới khí hậu cận nhiệt đới ẩm, giữa các mùa có sự phân biệt rõ ràng với nhiệt độ trung bình từ âm 1 độ C đến 4 độ C vào tháng 1 và 26 đến 29 độ C vào tháng 7. Lượng mưa trung bình hàng năm của Giang Tô dao động từ 800 đến 1.200 mm, tập trung chủ yếu vào mùa hè. Ngoài ra, các cơn bão nhiệt đới cũng thường xuyên xuất hiện vào mùa hè và đầu mùa thu. Giang Tô, một trong những tỉnh giàu của Trung Quốc. Tỉnh đã phát triển với tốc độ nhanh chóng kể từ khi Trung Quốc thực hiện cải cách và mở cửa ngoại thương. Chỉ với 1% diện tích đất và 5,8% dân số, Giang Tô vẫn chiếm 10% tổng nền kinh tế Trung Quốc. Theo số liệu năm 2021, GDP của Giang Tô là 11,64 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.805 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người của tỉnh này là 21.294 USD. Hiện có GDP bình quân đầu người cao nhất trong số các tỉnh tại Trung Quốc và vượt qua các quốc gia phát triển như Slovakia và Latvia. Tuy nhiên, có sự chênh lệch phát triển giữa các vùng ở Giang Tô. Trong khi vùng phía Nam phát triển với nhiều thành phố lớn, thì vùng phía Bắc còn mang tính nông thôn cao. Giang Tô có một lịch sử nông nghiệp lâu dài. Từ 6.000 năm trước, những người sống trên vùng đất mà nay là Giang Tô đã trồng lúa cạn và lúa nước. Giang Tô là khu vực sản xuất nông nghiệp trọng yếu tại Trung Quốc và được mệnh danh là Ngư Mễ Chi Hương, tức là vùng đất giàu có, lắm cá, nhiều thóc. Giang Tô có một mạng lưới thủy lợi rộng khắp, phục vụ cho nông nghiệp. Hiện nay, nền nông nghiệp của tỉnh phần lớn dựa trên việc trồng lúa gạo và lúa mì, sau đó đến ngô và lúa miến. Ngoài ra, nhờ điều kiện địa hình, khí hậu thích hợp để phát triển các loại cây trồng có giá trị cao như bông, đậu nành, hạt vừng, cây gai, trà, dược liệu, táo, lê, đào, dâu tằm. Ngoài trồng trọt, chăn nuôi gia súc và gia cầm cũng là nguồn cung cấp lương thực và thu nhập quan trọng của người dân ở đây. Bên cạnh đó, với mạng lưới sông hồ dày đặc cũng như những ngư trường rộng lớn ngoài khơi, nên ngành đánh bắt thủy sản cũng tương đối phát triển ở đây. Giang Tô được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của Trung Quốc, với các ngành công nghiệp trụ cột là sản xuất máy móc, điện tử, hóa dầu, dệt may, chế biến thực phẩm và vật liệu xây dựng. Kể từ khi nỗ lực cải cách và mở cửa đất nước vào đầu những năm 1980, tỉnh đã được hưởng lợi từ đầu tư nước ngoài đáng kể. Ngoài ra, Giang Tô có tài nguyên than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên, song loại khoáng sản quan trọng nhất của tỉnh là những loại phi kim như thạch diêm, lưu huỳnh, phốt pho và đá hoa, nên ngành công nghiệp khai khoáng cũng phát triển. Được biết, thành phố Nam Kinh là trung tâm công nghiệp nặng quan trọng nhất của Giang Tô. Nơi đây tập trung nhiều nhà máy, khu công nghiệp, công ty lớn, chuyên các lĩnh vực sản xuất thép, sản xuất xe và các bộ phận xe, hóa dầu, điện tử, dệt may, vật liệu xây dựng, phân bón hóa học và nguyên liệu tẩy rửa. Còn thành phố Vô Tích nằm cách Thượng Hải gần 130 km, được mệnh danh là Thượng Hải thu nhỏ của tỉnh Giang Tô, vì được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc. Với mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường thủy thuận lợi, Vô Tích là một trung tâm vận tải kết nối Giang Tô, tỉnh Chiết Giang, tỉnh An Huy và thành phố Thượng Hải. Giang Tô, tỉnh có nhiều thành phố đáng sống. Tỉnh Giang Tô được đánh giá là một nơi có ngành du lịch phát triển ở Trung Quốc. Dù không quá rộng lớn so với nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc, nhưng nơi đây lại sở hữu rất nhiều địa điểm du lịch thú vị. Hiện nay, tỉnh Giang Tô được phân chia là 13 đơn vị hành chính, trong đó thủ phủ là thành phố Nam Kinh. Cùng với Tô Châu, Nam Kinh là nơi bạn nên ghé thăm nếu có dịp du lịch đến Giang Tô. Vậy hai thành phố này có gì đặc biệt? Thành phố Nam Kinh, một trong 4 cố đô của Trung Quốc. Thành phố Nam Kinh là thủ phủ của tỉnh Giang Tô, có diện tích là 6.597 km² và có dân số khoảng 9,3 triệu người, theo số liệu năm 2020. Nam Kinh đã từng là thủ đô của Trung Hoa trong 6 triều đại. Thành phố gắn liền với lịch sử, văn hóa lâu đời ở Trung Quốc. Đến nay, thành phố là một trong 4 cố đô đẹp và lớn nhất tại Trung Quốc. Dù đang phát triển kinh tế, thương mại, hạ tầng hiện đại, tấp nập, nhưng Nam Kinh vẫn lưu giữ rất nhiều báu vật cổ xưa, những công trình lịch sử nổi tiếng thế giới. Chính nhờ sự hội tụ và kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, văn hóa, ẩm thực mà thành phố này được ví von là Trung Hoa đệ nhất lộ. Và hiện Nam Kinh trở thành một trong những thành phố du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc. Địa điểm đầu tiên mà 5 phút thôi muốn giới thiệu đến các bạn là Minh Hiếu Lăng. Minh Hiếu Lăng là lăng tẩm của Chu Nguyên Chương, vị vua khai sinh ra nhà Minh năm 1368 đến năm 1398, là một trong những lăng vua lớn nhất thế giới. Theo ghi chép, chu vi tượng lăng Minh Hiếu dài 22,5 km, trải dài qua nhiều thế kỷ do sự ăn mòn của mưa gió và chiến tranh, thì đến nay,
tất cả các gian nhà xây dựng bằng kết cấu gỗ đều đã bị hủy hoại. Song qua nền đá còn lại trong lăng mộ vẫn có thể thấy rõ quy mô, bố cục của năm xưa. Công trình ngầm của Minh Hiếu Lăng được mệnh danh là thành phố kho báu, khi được cho là chôn cất nhiều vàng bạc, ngọc bích, áo bào, gấm lụa. Với vị thế của một hoàng đế sáng lập một triều đại, các nhà sử học tin rằng báu vật trong lăng mộ được chôn theo ông phải tới hàng ngàn tấn. Theo truyền thuyết, sau lễ an táng của Chu Nguyên Chương, 13 chiếc quan tài giống hệt nhau đã đi theo xe ngựa ra khỏi 13 cổng thành của Nam Kinh. Không ai biết đâu mới là quan tài thật của ông. Hoàng đế làm điều này để tránh những kẻ mộ tặc xâm phạm nơi an nghỉ của mình. Và quả thật, chưa một mộ tặc nào đột nhập thành công vào cung điện ngầm của Hiếu Lăng từ lúc xây dựng cho đến nay. Để bảo vệ thành phố kho báu truyền thống mình, hoàng đế đã thiết kế kiến trúc cung điện ngầm cực kỳ phức tạp, đặt nhiều cạm bẫy thách thức mộ tặc. Một trong những vũ khí chống trộm khiến nhà khảo cổ trầm trồ với cái tên bẫy cát lún. Bẫy thường được đặt ở cửa và các điểm bất kỳ trên đường vào trung tâm lăng mộ để ngăn mộ tặc xâm nhập từ nhiều phía. Khi tìm đường vào trong, mộ tặc dễ dàng đào nhầm vào bẫy cát. Lúc này, cát trộn với những viên đá nặng từ vài kg tới vài trăm kg sẽ ào ào chảy xuống như một dòng nước, nhấn chìm mộ tặc. Một điểm đáng tham quan khác khi đến với thành phố Nam Kinh là Miếu Phu Tử. Miếu Phu Tử đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa Trung Quốc. Miếu được lập nên để thờ nhà tư tưởng vĩ đại của Trung Quốc, đó chính là Khổng Tử, người đã sáng lập ra Nho giáo. Ngoài ra, Miếu Phu Tử cũng là nơi tổ chức khoa thi chọn ra nhân tài cho đất nước vào thời xưa. Miếu Phu Tử được xem là một trong những biểu tượng cho nền hiếu học của người Trung Quốc. Ngoài ra, kiến trúc độc đáo của miếu cũng gây ấn tượng cho du khách du lịch đến tham quan. Rời thành phố Nam Kinh, chúng ta đến với thành phố Tô Châu, nơi sản xuất tơ lụa chứ danh Trung Quốc. Tô Châu là một thành phố có lịch sử lâu đời, nằm ở hạ lưu sông Trường Giang, đồng thời cũng là thành phố lớn nhất của tỉnh Giang Tô với diện tích 8.488 km² và dân số vào khoảng 12,8 triệu người, theo số liệu năm 2020. Thành phố này nổi tiếng với những cây cầu bằng đá bắc ngang qua các dòng sông nhỏ, cùng với những cổ trấn bên sông, vốn được mệnh danh là Venice của phương Đông. Đến với thành phố này, du khách không thể bỏ qua các địa điểm tham quan nổi bật như Sư Tử Lâm, là một trong tứ đại hoa viên có quy mô lớn và đẹp nhất ở Tô Châu, đồng thời cũng là một hoa viên tiêu biểu cho kiến trúc vườn cổ của Trung Quốc. Vào năm 2000, địa điểm này đã được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hoa viên này trải dài từ đông sang tây và được bao quanh bởi những bức tường cao và sắp xếp theo bố cục gồm núi non ở phía đông bắc, các ao hồ, suối nước ở phía tây bắc, còn ở phía đông và phía bắc là nơi xây dựng các tòa lâu đài. Toàn bộ cấu trúc của Sư Tử Lâm được sắp xếp và nối liền nhau bằng một hành lang dài. Trên đó còn lưu lại bút tích của rất nhiều các danh nhân thời nhà Tống như Mễ Phất, Tô Thức, Thái Nhượng. Các khu vườn của Sư Tử Lâm có rất nhiều loại cây cảnh quý hiếm cũng như các loại hoa độc lạ. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến cây hạnh nhân hơn 400 tuổi, một trong những biểu tượng của hoa viên này. Sở dĩ hoa viên có tên là Sư Tử Lâm vì đây có rất nhiều tảng đá, hòn núi hào hào giống những con sư tử. Địa điểm thứ hai mà du khách thường ghé thăm chính là Hàm Sơn Tự. Ngôi chùa này tọa lạc trên một khu đất rộng 10.600 m², nằm ở phía tây của trấn Phong Kiều. Chùa được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 6, dưới thời vua Lương Vũ Đế, nhà Lương, với tên gọi ban đầu là Diệu Lợi Phổ Minh Tháp Viện. Các công trình kiến trúc chính của chùa bao gồm Đại Hùng Bảo Điện, Tàng Kinh Các và Tháp Chuông. Mỗi công trình đều có những nét độc đáo và giá trị riêng, kết hợp tạo nên một tổng thể hài hòa cho một trong những ngôi chùa cổ nhất Trung Quốc. Tòa tháp cao nhất trong Hàn Sơn Tự có treo duy nhất một quả chuông đồng nặng 2 tấn, được đúc theo công thức 6 phần đồng, 1 phần thiếc và khi gõ phát âm thanh rất nhẹ nhàng, tĩnh tâm. Tiếng chuông của Hàn Sơn được coi là một di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Tô Châu, bởi nhiều người cho rằng tiếng chuông thanh thoát, vang vọng như xóa tan đi ưu tư, phiền muộn của cõi trần tục. Ngoài là thành phố nổi tiếng với bề dày lịch sử lâu đời, Tô Châu còn được mệnh danh là kinh đô tơ lụa của Trung Quốc, khi là nơi sản xuất ra những sản phẩm tơ lụa chữ danh nổi tiếng khắp thế giới. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới tìm ra cách trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Đến đời Đường và Tống 618 đến 1279, lụa được xem là đơn vị tiền tệ để buôn bán và trao đổi giữa các nước. Đồng thời đây cũng là món hàng quý để các nước chư hầu cống cho những nước lớn. Lụa ở Tô Châu đặc biệt nổi tiếng đẹp, bền, mịn, mặc mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, góp phần làm tôn vinh vẻ đẹp quý phái, sang trọng của người mặc. Chính vì đặc trưng này, nhiều thương gia nước ngoài biết tiếng và sang mua, nhu cầu sử dụng lụa ngày một tăng cao. Từ đó, con đường tơ lụa, Silk Road chứ danh ra đời, mà Tô Châu chính là điểm khởi đầu. Ngày nay,
ngành công nghiệp lụa Tô Châu vô cùng phát triển. Hiện nay, thành phố này có khoảng 179 nhà máy tơ lụa đang hoạt động. Trong đó lớn nhất là nhà máy lụa Tơ Tằm số 1. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về tơ lụa của vùng đất này, thì Bảo tàng Tơ Lụa Tô Châu là một điểm du khách không thể bỏ qua. Bảo tàng này là nơi lưu giữ nhiều tài liệu quý giá về quá trình sản xuất tơ lụa và trưng bày rất nhiều những sản phẩm bằng tơ lụa đặc trưng của Tô Châu với mẫu mã vô cùng đa dạng và phong phú. Đa số những hiện vật này có niên đại từ thời nhà Tống, nhà Minh và nhà Thanh. Ẩm thực Giang Tô, một trong 8 trường phái ẩm thực lớn của Trung Quốc. Món ăn của Giang Tô được ví von như người đẹp phương Nam. Ẩm thực nơi đây chú trọng dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hương vị đặc trưng ở đây là ngọt. Người Trung Quốc có câu, đông chua, tây cay, nam ngọt, bắc mặn. Giang Tô chính là nam ngọt. Sự thanh dịu, ngọt mát trong món ăn Giang Tô làm nên một nét đẹp ví von là đẹp nhất thiên hạ. Người Giang Tô rất chú trọng màu sắc, cách trình bày món ăn. Bên cạnh đó, kỹ thuật dùng dao cũng rất được coi trọng. Một nét tương đồng với ẩm thực Việt Nam là người Giang Tô không dùng nhiều xì dầu trong nấu nướng. Có rất nhiều món ăn ngon để bạn có thể lựa chọn khi đến Giang Tô. Dưới đây là một số món ăn nổi tiếng của Giang Tô. Món đầu tiên vô cùng quen thuộc và chúng ta đã từng ăn. Tuy nhiên không nhiều người biết đến món ăn này xuất phát từ tỉnh Giang Tô, đó là cơm chiên Dương Châu. Có thể nói, đây chính là món ăn giàu dinh dưỡng nhất của Giang Tô. Món ăn này bao gồm rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau: trứng, giam bông, cà rốt, sò điệp, đậu xanh và nhiều loại rau củ, thịt khác nữa. Nguyên liệu của món có thể biến tấu linh hoạt. Nhờ sự kết hợp phong phú nên món ăn này rất bổ dưỡng, nhiều màu sắc bắt mắt, là một nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của Giang Tô Trung Quốc. Tiếp đến là món vịt muối Nam Kinh. Vịt muối Nam Kinh chính là món ăn đặc sắc ở nơi đây. Vịt muối nổi tiếng với lớp da trắng ngà, thịt mềm, có mỡ nhưng không ngấy. Hương vị thơm ngon của vịt muối chinh phục mọi du khách, kể cả những người khó tính nhất. Vào giữa khoảng thu, khi hoa mộc đang nở rộ, đấy chính là thời điểm lý tưởng nhất để làm vịt muối. Vì lý do này, vịt muối Nam Kinh còn được gọi bằng cái tên mỹ miều là vịt quế hoa. Quế hoa là tên gọi khác của hoa mộc. Và cuối cùng là đậu phụ Bình Kiều. Món ăn được chế biến cầu kỳ và công phu này chính là món yêu thích của vua Cản Long của nhà Thanh. Nguyên liệu chính là đậu phụ, trứng, thịt gà. Ngoài ra còn có cả măng nấm cùng nhiều loại gia vị khác nữa. Khi thưởng thức, bạn sẽ thấy hương vị đậm đà, hòa quyện giữa đậu, gà, nấm, trứng cùng các nguyên liệu khác nữa. Những miếng đậu phụ nhỏ được cắt thành hình dạng kim cương đầy nghệ thuật. Nhắc đến ẩm thực Giang Tô, chắc chắn không thể bỏ qua món ăn đậu phụ Bình Kiều này. Đó là tất cả những thông tin về tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Nếu muốn địa điểm nào sẽ được khám phá kế tiếp, hãy để lại bình luận để 5 phút tuổi được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.